Trong tháng 10 vừa qua, mưa lũ lịch sử khiến Tân Trạch, Thượng Trạch, hai xã biên giới của huyện bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Nhiều tuyến đường bị sạt lở. Điều lo lắng nhất của các thầy cô trường phổ thông dân tộc nội trú Bố Trạch là sự an toàn của hơn 280 học sinh nội trú. Cái khó khăn của nhà trường là khi mà chia cắt lâu dài thì thực phẩm không tiếp tế được. Được. Mới được mà. Được. Mới thoải mái đi, mới tắm bẹn được đi. Mới lại đi. Các thầy cô giáo kết bè chuối, bơi vượt lũ đoạn qua hang Tám Cô để ra bên ngoài, vận chuyển lương thực vào để tiếp tế cho học sinh và thầy cô. Nhà trường và các thầy cô là quyết định nếu như về mà gặp những nơi mà ngập thì sẽ sử dụng bè chuối để về xuôi để tiếp phẩm lên để đảm bảo là cái thực phẩm cho các em học sinh ăn. Mệt rồi. Mệt rồi. Chịu sức đi, là chúng điều sức đi. Chính khoản phục tùm 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 được. Gia đình mà xem những hình ảnh như thế này thì chắc chắn là gia đình cũng là rất là lo. Đặc biệt là vừa nói đùa thì lỡ có chuyện gì thì con cái với là vừa con ở nhà thì bị làm sao. Mặc nguy hiểm, các thầy vẫn thường trực trên môi nụ cười với quyết tâm bơi ra được bên ngoài làm nhiệm vụ tiếp tế.